bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Hiệu ứng nhà kính mà điển hình là hiện tượng nước biển ấm lên đang là nguyên nhân trực tiếp khiến biến đổi khí hậu sinh ra nhiều hơn những cơn siêu bão như bão số 3, tức bão Yagi vừa qua. Các cơn bão ngày càng dữ dội hơn. Năm 2013, cơn bão Haiyan với sức gió siêu cường 370 km/h đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 4.000 người chết, 12.500 người bị thương và gần 3 triệu người không còn nơi trú ẩn. Theo ước tính, thiệt hại do cơn bão này lên đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Cuối tháng 7 năm 2024, cơn bão Gemi đổ bộ vào Philippines, Đài Loan, Trung Quốc và tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc gây ra lũ lụt và lở đất, phá hủy nhiều công trình xây dựng, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Gió mạnh tới 233 km/h đã đánh chìm hai con tàu lớn, gây lũ lụt khiến nước ngập sâu ở Manila của Philippines. Cả ba trung tâm dự báo thời tiết lớn trên thế giới là Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ NHC, Trung tâm Khí tượng Nhật Bản JMA và Trung tâm Khí tượng Trung Quốc CMA đều thống nhất rằng cơn bão số 3, bão Yagi, tháng 9 năm 2024 sẽ có cường độ rất mạnh khi tiến vào Biển Đông và khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ vào Việt Nam. Bão Yagi ban đầu hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi ở Philippines, sau đó đạt đỉnh với sức gió duy trì tối đa lên tới 150 dặm trên giờ, tương đương với khoảng 240 km một giờ và tương đương với bão cấp 4, khiến ít nhất 13 người đã thiệt mạng ở Philippines do lũ lụt và lở đất. Bão Yagi mang theo gió mạnh và mưa lớn tại Trung Quốc sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông vào ngày 6 tháng 9 đã làm 3 người thiệt mạng và 95 người bị thương, gây mất điện trên diện rộng và khiến hàng loạt cây cối bật gốc, nhà cửa hư hại nghiêm trọng. Chính quyền các địa phương trên đã sơ tán hơn 400.000 người để tránh bão. Tại Việt Nam, siêu bão Yagi, bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, 26 tỉnh, thành phố, do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão. Gió giật rất mạnh đã làm nhiều nhà ở bị hư hỏng, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gây đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Nhiều tỉnh đã chịu thiệt hại rất lớn về người như Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đã thống kê bước đầu một số thiệt hại tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024 là đã có 296 người chết và mất tích, trong đó 155 người chết, 141 người mất tích. Nguyên nhân chính. Trước khi vào Biển Đông, Yagi chỉ là một cơn bão nhiệt đới với sức gió tối đa là 90 km/h, nhưng đã nhanh chóng mạnh lên với gió giật trên cấp 16 nhờ điều kiện vô cùng thuận lợi là mặt biển ấm. Trong quá trình phân tích đường đi của bão, các nhà khoa học phát hiện nhiệt độ nước biển quanh Philippines trung bình trên 31 độ C, trong khi đó nhiệt độ nước biển từ 29 độ C trở lên có thể cung cấp đủ năng lượng để cơn bão đạt đến sức mạnh tối đa. Trước đó vào hồi tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã cảnh báo nhiệt độ nước biển ở khu vực Thái Bình Dương đang tăng với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với mức trung bình toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang làm các cơn bão mang nhiều hơi nước hơn, nhiều gió hơn và dữ dội hơn. Ngoài ra, cũng có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến bão di chuyển chậm hơn. Theo đó, bão có thể trút nhiều nước hơn vào một chỗ. Phân tích của các nhà nghiên cứu từ Tổ chức Đánh giá về Thời tiết trên Thế giới WWA cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu và việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến tốc độ của các cơn bão như Gemi hay Yagi nhanh hơn và lượng mưa cao hơn thông thường. Tiến sĩ Ben Clark thuộc Đại học Hoàng gia London và là thành viên của nhóm WWA cho biết, sự nóng lên do nhiên liệu hóa thạch đang mở ra một kỷ nguyên mới của những cơn bão lớn hơn, chết chóc hơn. Châu Á sẽ trở thành nơi ngày càng nguy hiểm bởi những cơn bão kiểu này cho đến khi nhiên liệu hóa thạch được thay thế bằng năng lượng tái tạo. Không chỉ gây ra những cơn bão mạnh hơn, hiệu ứng nhà kính còn làm tăng mực nước biển dâng, gia tăng nguy cơ ngập lụt ở các vùng ven biển. Khi các cơn bão kết hợp với hiện tượng nước biển dâng, hậu quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của các cơn siêu bão, chúng ta cần có những giải pháp toàn diện. Trước hết, việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện là vô cùng cấp thiết. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực dự báo thời tiết và thiên tai, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, đầu tư vào các công trình hạ tầng chống chịu thiên tai, trồng rừng và bảo vệ hệ sinh thái cũng là những giải pháp quan trọng. Cuối cùng, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và khuyến khích mọi người thay đổi hành vi tiêu dùng là điều cần thiết để đạt được mục tiêu chung. Theo nghiên cứu, những thay đổi về quỹ đạo của xoáy thuận nhiệt đới ở Đông Nam Á trong điều kiện khí hậu ấm lên
đăng tải trên tạp chí nghiên cứu Climate and Atmospheric Science vào tháng 7 năm 2024. Các nhà khoa học đã chỉ rõ biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc gia Đông Nam Á. Đáng chú ý là các mối nguy hiểm ven biển trong điều kiện khí hậu ấm lên đặc biệt đáng lo ngại ở khu vực này. Cụ thể, khí hậu ấm lên sẽ giúp các xoáy thuận nhiệt đới, tiền thân của một cơn bão, sẽ mạnh hơn. Nghiên cứu nhấn mạnh những cơn bão trong tương lai sẽ có thể có nhiều thay đổi như việc chúng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh hơn và di chuyển chậm hơn khi đổ bộ vào đất liền. Rõ ràng, hiệu ứng nhà kính đang trở thành một trong những thủ phạm chính tạo ra siêu bão mạnh mẽ và sự gia tăng tần suất cũng như cường độ của các cơn bão này là minh chứng rõ ràng cho tác động của biến đổi khí hậu. Để đối phó với thách thức này, cần có sự chung tay của cộng đồng quốc tế trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính và chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống thiên tai. Việc hành động ngay hôm nay không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, vào hồi 2 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm áp thấp thứ nhất ở khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 125,6 độ Kinh Đông, cách Isbayas Batanes khoảng 680 km về phía Đông Bắc, di chuyển về phía Tây. Áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ được đặt tên là Ferdi. Chuyên gia dự báo thời tiết Obes Badina của Pagasa cho biết, chúng tôi tiếp tục theo dõi áp thấp. Dựa trên dữ liệu mới nhất, chúng tôi không loại trừ khả năng nó sẽ trở thành bão, di chuyển về phía Tây và hiện tại vẫn có khả năng nhỏ là bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Nếu đổ bộ, đây sẽ là cơn bão thứ 6 đi vào đất liền Philippines trong năm nay. Trong khi đó, vị trí áp thấp thứ 2 vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc, 147,8 độ Kinh Đông, cách Đông Visayas khoảng 2.415 km về phía Đông, bên ngoài khu vực dự báo của Philippines. Obes Badina cho biết, dựa trên dữ liệu mới nhất của chúng tôi, áp thấp này sẽ có khả năng mạnh lên thành bão và không loại trừ khả năng nó sẽ đi vào khu vực dự báo của Philippines. Áp thấp này đang di chuyển về phía Tây và sẽ tăng cường gió mùa Tây Nam. Vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, dự kiến sẽ có mưa lớn ở Visayas và Mindanao. Theo ông Badrina, áp thấp và gió mùa Tây Nam tiếp tục ảnh hưởng đến một phần lớn Luzon, đặc biệt là ở vùng Ilocos, vùng hành chính Cordillera và vùng thung lũng Cagayan. Gió mùa Tây Nam cũng sẽ ảnh hưởng đến các khu vực ở phía bắc Luzon. Ông cho biết, đối với phần còn lại của Luzon, bao gồm cả Metro Manila, chúng tôi dự kiến trời nhiều mây với mưa rào và dông rải rác. Pagasa cũng dự báo tình trạng ngập lụt trên các sông và các tỉnh thành do mưa lớn. Trước đó, Pagasa dự đoán có thể có 2 hoặc 3 cơn bão hình thành bên trong hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 9 này. Vào đầu tháng 9, Philippines vừa hứng chịu cơn bão Intang, tên quốc tế là Iagi, Việt Nam gọi là bão số 3. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines cho biết có 2,8 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Iagi, có 20 người thiệt mạng, 20 người bị thương và 26 người mất tích. Sau siêu bão Iagi, biến đổi khí hậu sẽ khiến các cơn bão, áp thấp nhiệt đới mạnh hình thành gần Biển Đông có thể đổ bộ vào đất liền. Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, Philippines có khả năng chuẩn bị đón 2 cơn bão mới sau siêu bão Iagi. Theo đó, một vùng áp thấp có thể hình thành ở phía đông đảo Luzon và dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Bắc đi vào Philippines về phía đông bắc nước này, được đặt tên là Ferdi nếu phát triển thành bão nhiệt đới. Vùng áp thấp thứ hai dự kiến hình thành ở phía đông nam đảo Guam, di chuyển về phía Tây và đi vào khu vực theo dõi của Philippines dưới dạng bão, có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới và được đặt tên là Kenner. Trong khi đó, người dân Philippines vẫn đang khắc phục hậu quả do bão Iagi gây ra. Siêu bão Iagi hiện được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ xếp sau cơn bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương. Sau khi càn quét qua Philippines và khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và đổ bộ vào thành phố Văn Xương, Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9. Ngày 7 tháng 9, bão đổ bộ đất liền Việt Nam và suy yếu dần. Pagasa dự báo có khoảng từ 13 đến 18 cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Philippines trong năm 2024. Theo CNN, cường độ của những cơn bão đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão trở nên mạnh mẽ và tăng tốc nhanh hơn. Xu hướng bất thường này phần lớn do nhiệt độ nước biển ngày càng tăng cao và cung cấp nhiên liệu cho các cơn bão, lốc xoáy và bão nhiệt đới dữ dội hơn. Ben Clark, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Grantham về Biến đổi Khí hậu và Môi trường thuộc Đại học Hoàng gia London Anh cảnh báo, sự nóng lên toàn cầu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch đang mở ra một kỷ nguyên mới cho những cơn bão lớn hơn và chết chóc hơn. Trước Iagi, Ben Clark đã từng công bố nghiên cứu về bão Gemi vào tháng 8 năm 2024 khi quét qua Philippines, Đài Loan Trung Quốc và miền đông của Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2024. Nghiên cứu chỉ ra rằng, cơn bão khiến hơn 100 người thiệt mạng này trở nên dữ dội hơn do sự nóng lên toàn cầu, hậu quả của quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch.
theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ nay đến tháng 10 năm 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ khoảng 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian này là từ 6 đến 7 cơn, đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn. Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 3 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn bão đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời kỳ này là từ 3 đến 4 cơn, khoảng 1 cơn có khả năng đổ bộ vào Việt Nam. Thưa quý vị, trận mưa to đêm ngày 9 tháng 9, rạng sáng ngày 10 tháng 9 đã gây ngập lụt ở nhiều nơi tại Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 10 tháng 9, khu vực đường Mỹ Đình 2 phía trước cổng làng Phú Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang trong tình trạng ngập sâu do mưa lớn. Nhiều chủ phương tiện lo ngại chết máy nên đã chủ động quay đầu khi đi qua tuyến đường này. Một em học sinh chia sẻ, hiện tượng ngập sâu diễn ra sau trận mưa tối ngày 9 tháng 9 nhưng đến nay vẫn chưa thể thoát nước được. Sáng nay em có ca học sáng, mặc dù trường ở rất xa nhưng em không dám di chuyển bằng xe máy vì sợ ngập. Người dân bãi giữa sông Hồng đang gấp rút chuyển đồ đạc vào vùng an toàn khi nước ngày càng dâng cao. Hàng loạt cây cối, hoa màu của người dân bị ngập, gãy đổ sau cơn bão số 3 và nhiều trận mưa lớn. Chị Tuyết ở bãi giữa sông Hồng chia sẻ, nhà tôi có 17 con chó, chỉ đưa được 5 con sang bờ, còn 12 con phải để lại bãi giữa sông Hồng vì chó to không di chuyển được. Giờ nước lên to ngập hết nhà, các con chó còn lại tôi chỉ biết để trên nóc nhà để tránh ngập. Sau cơn bão số 3, nhiều người dân trên bãi giữa bị ảnh hưởng nặng, các phương tiện lớn như ô tô cũng không thể di chuyển được sang bờ vì nước ngập nặng. Hiện đoạn đường qua viện ca Tân Triều tại Thanh Trì đã ngập rất nặng, hầu hết các phương tiện xe máy không thể đi qua. Lực lượng giao thông đã có mặt để phân luồng giao thông tại các tuyến đường này. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực cuối ngõ 76 An Dương, quận Tây Hồ, nước dâng cao ngập ngang cổ người. Trận mưa lớn cũng khiến mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt sâu tại các khu vực ven sông. Ông Toàn tại An Dương, Tây Hồ cho biết, trong khu vực này vẫn còn hai gia đình chưa thể di chuyển ra ngoài, trong đó có một cụ già 70 tuổi. Theo dự báo thời tiết, có thể còn tiếp tục mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Tại khu vực An Dương, người dân phải thay nhau lên đò để vào nhà đang ngập nặng, di chuyển đồ đạc ra ngoài. Khu vực gần bệnh viện ca Tân Triều, nước ngập mênh mông, nhiều người phải dắt xe đi qua điểm ngập. Nước tại khu vực này đã dâng cao ngang bắp chân. Khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang trong tình trạng ngập sâu, nhiều nhà dân nước ngập tới ngang giường ngủ, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều hầm chui tại khu vực đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước. Lực lượng chức năng phải tiến hành đặt biển cảnh báo để hạn chế người dân di chuyển. Các phương tiện giao thông đi lại gặp khó khăn trong tình trạng nước dâng cao. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Đến giữa trưa ngày 9 tháng 9, cơn bão số 6, bão Francine, đã ở vịnh Mexico, cách cửa sông Rio Grande gần 300 km về phía nam đông nam, với sức gió mạnh nhất gần 100 km một giờ và gió rất mạnh hơn. Theo dự báo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Francine đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 8 km một giờ và dự kiến di chuyển sang bờ biển phía Bắc Vịnh Mexico cho đến hết ngày 10 tháng 9, sau đó tiến đến bờ biển Louisiana và phía Bắc Texas vào ngày 11 tháng 9. Bản tin bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nêu rõ, bão Francine dự báo sẽ trở thành bão cuồng phong trước khi đi đến khu vực Tây Bắc Duyên Hải Vịnh Mexico của Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Cảnh báo bão đang có hiệu lực với hầu hết toàn bộ bờ biển Louisiana, từ Cameroon đến Grand Isle. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo, bão số 6 sẽ gây mưa từ 100 đến 300mm và gây lũ quét ở Đông Bắc Mexico, Nam Texas, Nam Louisiana và Nam Mississippi cho đến sáng ngày 12 tháng 9. Tin bão mới nhất của Washington Post cho hay, bão số 6 Francine hình thành từ sáng ngày 9 tháng 9 ở phía Nam Vịnh Mexico. Dự báo, cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương có thể tăng cấp nhanh chóng khi đi qua vùng biển ấm kỷ lục. Dù có thể có những thay đổi nhỏ trong đường đi dự báo của bão Francine, nhưng các mô hình dự báo bão trên máy tính nhìn chung đều nhận định bão số 6 sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển Trung Louisiana ở khu vực giữa các thành phố Lake Charles và Morgan City. Các mô hình thời tiết mô phỏng một loạt kịch bản của bão số 6 cho thấy cơn bão có khả năng đổ bộ với cường độ từ bão nhiệt đới tầm trung đến bão cuồng phong cấp 3. Cơn bão đang mạnh lên Francine xuất hiện trong bối cảnh mùa bão Đại Tây Dương trải qua giai đoạn tĩnh lặng kỳ lạ. Francine kết thúc giai đoạn gần như một tháng không có cơn bão được đặt tên nào ở Đại Tây Dương vào thời điểm trong năm nay, dài nhất kể từ năm 1968. Ngày 10 tháng 9 là đỉnh điểm của mùa bão. Ngoài bão số 6 Francine, có hai áp thấp ở Đại Tây Dương cần được theo dõi.
một áp thấp ở giữa quần đảo Lesser Antilles và quần đảo Cape Verde có 60% khả năng mạnh lên thành bão. Áp thấp thứ hai cách quần đảo Cape Verde vài trăm km về phía tây nam, dự báo mạnh dần lên vào tuần tới. Cho đến nay, mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Đã có 5 cơn bão được đặt tên, trong đó 3 cơn bão mạnh lên thành bão cuồng phong. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ dự báo bão ở trên mức bình thường tại Đại Tây Dương trong năm nay với 17-25 cơn bão được đặt tên, với 8-13 trong số này trở thành bão cuồng phong. Mùa bão 2024 dữ dội hơn bình thường được dự báo là do nhiệt độ gần đạt kỷ lục ở Đại Tây Dương, La Nina ở Thái Bình Dương, gió mậu dịch ở Đại Tây Dương giảm và gió đứt ít hơn. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!